Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2023, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế của Bình Dương tiếp tục diễn ra tích cực, chủ động, thích ứng, năng động, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh. Thành công nhất từ các chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh Bình Dương là tiếp tục tạo dựng được niềm tin và sự đồng hành của các đối tác, bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư. Năm 2023, Bình Dương tiếp tục được ICF công nhận vào top 7 cộng đồng thông minh thế giới, có chiến lược phát triển tốt nhất. Hình ảnh vị thế của tỉnh Bình Dương tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế. Tỉnh Bình Dương đã ký kết ý định thư với tỉnh Artemisa, Cuba và tỉnh Santa Fe, Argentina. Bình Dương và bang Nebraska, Hoa Kỳ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Chúng tôi rất vinh dự khi được đến thăm Bình Dương. Tôi rất ấn tượng trước những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong một thời gian rất ngắn vừa qua. Qua chuyến thăm này, tôi cảm nhận được sự kết nối gần gũi với bạn bè giữa người dân Bình Dương với người dân Nebraska. Có thể nói, việc xây dựng tình hữu nghị, ký kết biên bản ghi nhớ để cùng nhau thực hiện là kết quả chuyến thăm này của chúng tôi tới tỉnh Bình Dương. Khi trở về bang Nebraska, chúng tôi hy vọng được chào đón các bạn sang thăm. Chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực như là sản xuất chế tạo, nông nghiệp, tài chính, v.v. Chúng tôi thực sự vui mừng khi đã thiết lập được mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với tỉnh Bình Dương. Tăng cường công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế đã và đang mang đến nhiều cơ hội hợp tác mới cho tỉnh Bình Dương và các đối tác tiềm năng, điển hình như sự hợp tác giữa Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Trường Đại học Nebraska Omaha về đào tạo nhân lực. VNTT hợp tác với NTT Data trong triển khai các giải pháp ứng dụng thành phố thông minh và khu công nghiệp thông minh Bình Dương để phục vụ các chủ đầu tư trong các khu công nghiệp chuyển đổi nhà máy sản xuất thông minh. Tỉnh đã thu hút được nhiều tập đoàn lớn toàn cầu đến đầu tư, cam kết xây dựng nhà máy sản xuất xanh thân thiện với môi trường như tập đoàn Lego, tập đoàn Pandora, cũng như thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn ở lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, logistics, lĩnh vực bất động sản, phát triển đô thị. Đây hoàn toàn phù hợp với chiến lược xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương cũng đã lựa chọn các giải pháp thông minh để xây dựng các khu công nghiệp thông minh, các tòa nhà thông minh, các quản lý xã hội thông minh. Trong thời gian tới thì tỉnh Bình Dương cũng hướng tới xây dựng các khu công nghiệp khoa học công nghệ, và những cái khu công nghiệp này cũng là cái nền tảng hôm nay, cũng là cái cơ sở để chúng ta thu hút các doanh nghiệp có ứng dụng khoa học công nghệ trong thời gian tới. Mở rộng hợp tác song phương và đa phương, tỉnh Bình Dương tiếp tục kết nối với các đối tác quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh cũng đã cử 31 đoàn lãnh đạo đi xúc tiến đầu tư, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài và dự một số hội nghị diễn đàn. Tỉnh đã đón 31 đoàn đến thăm, xã giao và làm việc tại tỉnh, tổ chức đối thoại với chi hội doanh nghiệp nước ngoài, kết nối với các tổng lãnh sự, trưởng cơ quan thương vụ, các hiệp hội doanh nghiệp của các nước tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài sẽ thêm điều kiện để Bình Dương phát triển kinh tế xã hội bền vững và xây dựng thành phố thông minh.